Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo gần xa. Hơn dịp nay cũng có duyên lành cho nên gặp lại mấy chú vô tích này để quay lên để chia sẻ gì đạo đức. Chú có hỏi: lầm than đó thói lửa với binh đao, Âu Á lung tung nhợm máu đào, bá tánh say xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Rồi rồi đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì cha giữ giới mà, Phật não trao rồi tâm tánh lại, dắt thiền chuyên chở lúc trăng qua. Mà chú dạ cũng muốn hỏi có bốn câu, thì bây giờ mình trả lời lay gai bốn câu đi. Đây bắt đầu mình chia sẻ về mấy câu giảng này. Thì bây giờ mình bắt đầu lầm than khói lửa với binh đao, cái này là có nghĩa là những cái đức thầy ông muốn lầm than, than là sửa soạn là khổ sở đao binh đến cho nhân loại. Lầm than khói lửa với binh đao có nghĩa là khói lửa là có nghĩa là những khi giặc giã ở thế giới, binh đao ví dụ như là nói về binh đao, nói gì là giặc giã thế giới hả, hoặc là nói gì là binh đao, đau nhiều chứng dị trì kỳ khó kể, có nghĩa bây giờ thí dụ như ở thế gian mình nè, bây giờ có nghĩa là ở nước Việt Nam nước ngoài á, hổm dài đau vì cái bệnh bạch hầu, mà bây giờ hiện tượng Việt Nam nó đã có xuất hiện bệnh bạch hầu. Bạch hầu có nghĩa là đau vô, là mình là đau vô đây cái bắt đầu nó ăn mình dài dài vô trong, nếu trị không được thì mình chết. Thành thử bây giờ nhà nước có ra cái khóa tiên để trị những cái bệnh bạch hầu này. Rồi bây giờ ở hình như ở ở trong Nam mình chưa có, ông ở Vĩnh Phúc có gì đó thì nó có như là có chết một hai người đó, rồi bây giờ nó nhập cảnh nữa. Thì bây giờ cái đó là cái đau quá, lầm than khói lửa với binh đao, Âu Á lung tung nhợm máu đào, có nghĩa là ở đây là ông nói là những cái cảnh đau nó sắp tới, cũng như bệnh vừa Covid thì vừa qua, mà không phải nói vừa qua nha, bởi vì khi Đức Thầy nói là 85 năm về trước mà bây giờ nó đã xuất hiện, thí dụ như mấy năm nay nó đã xuất hiện rồi bây giờ nó cũng xuất hiện. Thí dụ bây giờ ông nói đau, đau thì thí dụ như Covid đi, đau nhiều chứng dị trì kỳ khó kể, đau Covid thì mình đâu có kể được, cái này cái giặc cái đâu, bệnh này của trời cho cái nghiệp của quả chúng sanh, cái người mà làm ác thì phải gặp ác à, à thì đó là đau. Thì bây giờ Âu Á lung tung nhậm máu đào, Âu Á là vừa rồi 3 năm rồi, có nghĩa là Liên Xô muốn Corona đó là giặc giả đó, Âu Á lung tung nhờ máu đào mà bây giờ Âu phải không, 3 năm rồi là bắt đầu là Âu là Liên Xô muốn Corona là Âu, mà Á thì vừa rồi hồi năm ngoái á thì Estrogen quấn với Malaysia là quấn với Hamas á, như vậy thì nó quấn nào là tan tành hết trơn, quýnh cơ bằng nói nếu mà Palestine là kể như xóa sổ luôn á, quýnh mà tới nhà thương cũng quýnh, tại vì nó, nếu quýnh giặc thì đâu đâu quýnh tới nhà thương, đồng chí nhà thương người ta chở mình đau, mà nó muốn tiêu diệt cái nước này luôn. Rồi bây giờ có nghĩa là ở Palestine đó là Hamas đó, ta ở bên đó nó cũng phải nóng lòng, ví dụ như là nào là Iran nè, nó cũng nhào vô nè, vừa rồi Iran nó cũng nhào vô, rồi Iran bị tổng thống mình như bị ám sát nữa, thì giờ bây giờ nó nhào vô cuộc, bắt đầu nó quấn vô Palestine đó, thì là kể như cả ở Trung Đông mà nó quấn vô Palestine, thì vậy thì đó là Âu Á đó. Đó, Á là ở Trung Đông là từ chỗ đây là Á đó, mà nhớ kỹ hồi xưa đó nha, khi Đức Thầy mới ra đời mà ông viết một quyển nhất mà ông để hạ ông ơn nay đã hết đời, cái có cái ông đạo mà ông đạo đó mà nếu mà ông hỏi á thì ông cũng gan lắm mới hỏi, chứ thường thường ông hoặc ít có người mà dám lại gọi ông hỏi, muốn hỏi gì cũng cũng lại dè dặt không hỏi không được, ông lại ông mới hỏi là Đức Thầy nếu mà Đức Thầy viết là hạ ông ơn nay đã hết đời, mà khi mà hết đời hạ ông ơn nó có cái hiện tượng gì không, ông dám hỏi gì đó. Thành thử ra Đức Thầy mới nói là nếu mà đời này tặng việc này thì Trung Đông mình nó khởi trước nha, thì bây giờ mà từ nó sẽ xây vòng Âu Á, rồi Âu Á Á là Trung Đông đó, mà Trung Đông bây giờ hiện tượng bây giờ quấn như Palestine mà nó quấn như Hamas đó, quấn như Hamas đó là cái đó Trung Đông đó,
mà bây giờ nó nhào vô cuộc luôn nữa, nó y chang nữa, rồi tất cả nước đó nữa, đó là Âu Á đó Dạ thưa đó. ông Út, thì gần đây đó là cạnh tranh biên giới giữa Campuchia, Thái Lan Rồi từ từ nói là tới Myanmar đâu cũng có nữa đó đó, ông Út. Dạ. thì cái đó có nghĩa là Âu Á đó, mà bây giờ nó đang, bây giờ nó đang khởi nha, như thí dụ như là y chang là bắt đầu nó kéo qua là nó quýnh quýnh bằng thằng chát đó, chứ không phải nó quýnh vừa đó. À, thành thử ra đây là mình nói giặc giả mình cũng khổ nữa. À, thì rồi ngơi nữa giặc giả, rồi ngơi nữa mình, thí dụ giờ mấy cái nước đó, ví dụ như bây giờ Palestine mà quýnh với giải Gaza đâu, lần bây giờ nó quýnh nó tan nát, bây giờ đang ở đâu, giờ nát tan ở chân, thành phố gì sụp đổ trơn rồi. À, thì dân phải khổ rồi, giờ mà ăn đâu có được, đi phải di tản cư rồi phải khổ sở. Như vậy thì mình cũng vậy, nếu mà mình nằm ở trong cái cảnh đó thì nó cũng phải khổ sở. Mà nói chung ra thời này nếu mà ổng thì nó cũng gần tới rồi, mà tới gì chứ tu cũng kịp. Bởi vì mỗi lần mà giặc giả, mỗi lần bệnh đau, chỗ này bệnh đau, chỗ này giặc giả, với chỗ kia người ta im, thì chỗ kia người ta mới thấy những cái cảnh là tưởng gì người ta sợ, cái người ta cũng giác ngộ tu. Mỗi lần có giặc giả, mỗi lần có bệnh đau, thì mỗi lần đó là mỗi lần chúng sanh mình giác ngộ tu. Đó là nói gì Âu Á nói sẽ tới. Ừ. Rồi lao sao bể bắt non tầng là tới mình nè. Đó, lao sao bể bắt là có nghĩa là bể là biển, mà biển Đông mình lúc nào Trung Quốc nó cũng lâm le, nó muốn là lấy cái biển Đông đó. Rồi ví dụ như là nó muốn lấy Đài Loan thì Đài Loan nó cũng thuộc về, nó nằm ở cửa ở biển Đông, thấy không, thì nó muốn tâu hết trơn. Rồi bây giờ vừa rồi nè, ví dụ như nó cũng thâu phục, nó mua chuộc thằng Miên nè, Campuchia nè, nó mới là theo, kể như theo đi, bị Trung Quốc cái là nó tài trợ gì đó nhiều lắm. Thành thử ví dụ như cái kinh Phù Nam thôi, vậy kinh Phù Nam mà múc từ Lâm Biên ra tới biển là 160 cây số, nó tài trợ đó, Trung Quốc đó là 1 tỷ 7 đô la đó. Ừ, như vậy là từ đó ra đây, mà nếu múc con kinh Phù Nam đó ảnh hưởng tới Việt Nam. Tại sao ảnh hưởng tới Việt Nam? Tại vì cái dòng nước ngọt của Việt Nam mình nó từ cái sông Mekong xuống, mà nó lấy ngang ở đó, và nó làm cái cảng mà nó dính liền với sông Mekong, tại vì nó chảy đó ra biển, rồi mình nó bớt đi cái nước ngọt. Thành thử ra đây là nó cũng có ảnh hưởng Việt Nam, ảnh hưởng của Việt Nam cũng kêu gọi đó. Thành thử bây giờ nè, vừa rồi nè, thí dụ bây giờ là nó đi qua bên Trung Quốc, nó qua bên Campuchia, nó mới làm những cái cơ sở, rồi nó gắn nào là đầu đạn hạt nhân, nào là hỏa tiễn rồi này kia. Vậy là Mỹ nó đâu có chịu, nếu nó gắn ở đây là ảnh hưởng cả ở Đông Nam Á mình, nếu ở đây nó kế bên này nó không có tới rồi. Thành thử ra nó mới chủ động là suối cái tử là Thái Lan quýnh phủ đầu á, có nghĩa là nó kéo 10.000 quân ra đó để quýnh Campuchia. Như vậy thì ở đây là cái chiến tranh này có nghĩa là đây là nó phải gây, bây giờ cái người ta nó muốn tổ chức là ta phòng thử để chiến tranh, thì ta biết rồi, ta biết người ta lợi là ta quýnh trước rồi đó. Như vậy thì cái này nó xảy ra hoài. Bây giờ ví dụ như Miên á, Campuchia có nghĩa là nó không thể buông được, bây giờ Mỹ á, thì nó cấm vận rồi, cho nên nó ăn đi theo Trung Quốc. Những cái cơ sở của Mỹ mỗi lần nó cách Campuchia nhiều lắm, rồi Trung Quốc với Campuchia phá hết đi. Thành thử ra ở đây là nó bẻ chĩa, cũng như cái đó mình theo rồi bỏ đây rồi. Thành thử ra đó là cái chiến tranh này nó sẽ tới hoài. Còn mình này với Campuchia nè, những cái danh giới nè, nó cũng lâm le hoài. Vừa rồi hình như ở Long An nè, dân mình với dân nó cũng xô xát nhau nữa, mà cái nó mới dân à, nó xô xát nhau vì mọi danh giới rồi. Nó thì nó nói danh giới đó không phải, mà Việt Nam mình nói danh giới thì của người ta cầm đó rồi, thì muốn gì phải nói cho quốc tế rồi, cho người ta chia sẻ cho, giờ nói không không phải sao được, đã cấm đó rồi có ngốc rồi đàng hoàng. Ừ. Như vậy đây là ông nói về chiến tranh, mà chiến tranh á, mỗi lần chiến tranh á mình cũng thấy mình sợ, mình ghê nữa. Vì thấy đau binh, người nào là giặc giả, nào là khổ sở không ạ? À?
Đó, cho nên ông nói Âu Á lung tung nhộm máu đào đó. Âu Á là Âu là châu Âu đó, Á là mình nè đó, từ Trung Đăng mà tới mình là Âu Á, là lung tung nhộm máu đào là có nghĩa là giặc giả, nào là máu rơi, máu đào là máu rơi. Âu Á lung tung nhộm máu đào mới bá tánh say sưa mùi phú quý. Bây giờ thấy những cái cảnh tượng ở thế gian khổ sở, nào là giặc giả, nào là bệnh dịch chết chóc, tại sao mình không sợ? Không sợ, nếu không tu thì mình gây cái quả hơi nữa mình cũng phải bị trong cái bệnh dịch hả, hoặc là trong cái chiến tranh, bởi vì ác mà phải gặp ác, thấy không? Bá tánh say sưa mùi phú quý là mình say vô cái cảnh vật là danh lợi tình đó, phú quý là giàu sang. Nếu mình giàu sang ở thế gian làm gì, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không, cái đâu có gì đâu mà ấy. Thì bây giờ mình trở lại tu đó, bá tánh say sưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Nếu bây giờ mình say sưa mùi phú quý, mình không chịu tu hành, mình không trở lại, mình làm cho con người tốt đẹp, mình tu, mình thấy tất cả gì cũng giả, cho nên bây giờ cái người giàu đi, ví dụ ông nói nè, thiên người hữu cửa hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi, để sau khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi vắng dứt, chẳng vui đâu là vắng to trên đồi mắng già, trên rừng nó xuống nó tha những chằng. Mình mà bây giờ mình nói bây giờ say sưa mùi phú quý của tiền bạc rồi mình dứt tích trữ để đó, để dành để mình hưởng, mà hưởng cho được hưởng, phải không? Có cho người chẳng mắc chứ bao bo, giữ cắt cũng chẳng còn, giặc mòn biết dựng chẳng mòn, tiền đừng đánh bạc nên toàn nghĩa nhân, cho thì mất nhưng không có mất, mà giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Có nghĩa là bây giờ mình phải trở lại cái đạo, có thì mình cũng phải cho người ta mới có phước, bây giờ giữ đây cũng đâu có phước gì đâu, giữ đây hơi là chết rồi cũng nắm tay không à. Thì ở đây muốn nói đồ lao muốn sánh lớn nha ta, đồ lao là chúng sanh mình muốn lánh sớm nha ta, bố thí trì chay giữ giới, mà mình bây giờ ăn chay niệm Phật làm lành lánh giữ. Nếu người có tiền phải cho bố thí cho người ta, người nghèo khổ, người ta bệnh hoạn, nó giúp cho kẻ đói mới nhầm đến loạn đi khỏi hạnh, khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Thì bây giờ nếu bây giờ cái người ta đói mà mình giúp đó, còn hơn mình đúc chuông đồng Phật bự nữa. Thí dụ như ông Minh Tệ đó, ổng đâu có cần chùa chuyện gì mà đưa chuông đồng vậy đó. Bây giờ Đức Thầy trở lại đây nói những cái mã đề này để cho chúng sanh mình làm những cái chuyện ra, nếu mình làm y như Đức Thầy thì mình làm nó phải. Bây giờ mình có tiền mà ta đau nè, ta đói nè, mình cho ngay trực tiếp người ta, vậy là ta quá đúng rồi. Bởi vì khi mà cái chùa người ta lại, người ta nói người ta đặt cái chùa gì đó, mấy ông sư lại người ta cắt cái chùa lên cho lớn rồi đàng hoàng, lại cắt nó bắt đầu mấy ông gom vô, mấy ông làm chuyện cá nhân coi mỏng chứ mấy ông đâu làm gì. Còn bây giờ đây nè, ta đau nè, ta bệnh dịch nè, ta đau những gì khổ đó mình giúp ngay đây là giúp đúng theo cái nguyện vọng của người đó. Như vậy thì bây giờ nên mình trở lại á, nếu mà đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới, mà bố thí phải trì chay, phải ăn chay niệm Phật làm lành lánh giữ, thì mình làm y theo ông Phật. Y theo ông Phật thì hạ nguyên nó đã hết, thì bắt đầu mở cái hội lòng qua để mà trở lên cái thượng nguyên an lạc. Nếu mình vô đây kỳ này thấy rồi nha, chứ không phải là nói tôi vô đây mình phải làm lành lánh giữ, mình làm sao hơi nữa ông Phật ông dòm thôi, ông Phật ông thấy được quá khứ vị lai, ông thấy cái người này nó đúng theo cái thời cái người hiền Phật dạy đó, thì cái người này được dự hội đó. Thì dự hội thì sau này mình chống đời thượng quân á 10.000 năm á, nếu bây giờ cái thời này không thu thành bùn thành cỏ thành cây đá giữa trời vạn kiếp thu 10.000 năm nữa. Như vậy thì mỗi cái người mà khi người ta tu người ta hưởng được vậy, thì bây giờ mình tu đâu có nhiêu rồi ngơi nữa, mình sống được 10.000 năm muốn gì có đấy đó. Ví dụ bây giờ mình nè ngơi nữa, bây giờ mằng á thì nó mới có lúa nha, mà có khi chặt ruột mà ngơi nữa khỏi mằng cũng có ăn nữa, bởi vì cái công tu luyện của người ta, cái công ta hiền đức thì bây giờ ta hưởng đó. Còn tất cả đi đường là lá ngò, đi đường không gai, đi đâu nằm cũng được chứ. Bây giờ muốn cái gì có nấy thì cái gì thì nó quá sung sướng rồi, thấy không? Mà bây giờ tại vì không tu là tại vì mình nó quá mê, chứ hồi đó giờ những cái tập khí mình sống ở trên này mình theo đây rồi mình không có thấy được, ông Phật ông nói mình tưởng đâu là không có, mình vì quá mê. Thành thử bây giờ cái người phải trở lại tu, ngoài ra là chứ không có làm gì phải tu, chứ không nói gì.
tu là sửa đổi cho mình không còn ham ở thế gian nữa. Ví dụ như hồi đó giờ, tại sao á, địa ngục cũng tại tâm làm quế, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại gió. Ai cũng có tâm Phật, ai cũng có tâm là tâm thanh tịnh, ai cũng có chứ. Sở dĩ mình không biết đạo, thành thử ra mình theo cảnh, mình theo danh lợi tình, mình theo tất cả những cái gì, cho nên địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Rồi bây giờ ông hoặc ông có gì đâu, ông biểu mình lìa tất cả những cái này mới trở lại tâm mình là sống tâm Phật nè, bởi vì mình không có mê. Đó, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra, dầu có thể về về trên thiên đàng nữa, thì từ cái tâm này nè mình biết làm lành lánh dữ, thì cái từ cái tâm này nó xảy ra tiên hay Phật cũng là tại nó. Còn nếu mà sống tới Phật thì mình trở lại chính tâm mình, nhất thiết chúng sanh di hữu Phật tánh, mình không trở lại sống với Phật, mình cứ sống theo cảnh không à. Cảnh sống ở trên thế gian này nó giả, mà ông Phật ổng cũng như ở thế gian này chứ, ổng cũng không có dính mắc gì chứ, tối ngày ổng cũng thấy rõ ràng mà ổng không dính mắc. Còn mình chúng sanh á thì mình thấy đâu dính đó, thấy những cái gì tốt đẹp cứ cũng ham, thấy cái này cái kia cũng ham, thì bây giờ ông trở lại, ông biểu đừng có ham, đừng có dính mắc nữa, thì nó trở lại chính mình đó. Nếu mình xuống sống ông Phật, tại vì hồi đó giờ nếu mà nói cho nó tột cùng thì địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Phật là cuối cùng của cuộc đời, nếu bây giờ tu thành Phật là hết. Nếu cái người nào mà được giải thoát trở lại với ông Phật chỉ có tại vì mình khổ, ông muốn cho mình khỏi khổ, luân hồi sáu nẻo khôn lằn biết ra. Hồi đó giờ nếu mà cái người nào mà nhận ông Phật thì cái người đó thành Phật, không còn ở dưới này. Cho nên những người nói chuyện, người ta nói bây giờ muốn muốn thành Phật không, ông nói ông động não nè, thôi thành có như vậy thì sao thành Phật được, thành Phật phải nhận ông Phật của mình mới thành Phật, bởi vì ông Phật ở đây mà không nhận ông đi kiếm ông Phật. Mấy cái người sợ vậy, mấy người sợ thành Phật rồi cái bắt đầu đi kiếm ông Phật ngoài, mà tôi hỏi ông Phật ở đây mà không không nhận ra không tu mà bây giờ kiếm ở đâu nó. Thì vậy nè, nếu mà cái người mà bây giờ hiện tượng bây giờ đó, Âu Á lung tung và bảo đào bá tý say xưa mùi phú quý, sau này thế giới cảnh đồ lao đó, rồi đồ lao muốn lánh sớm nhà ta bố thí trì chay giữ giới, mà cái Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chuyên chở lúc can qua. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, nãy giờ mình nói cái tướng ngoài, bây giờ mình phải bố thí cho người này người kia, cái đó là mình hưởng phước nha. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, nếu mình trở lại y như cái tánh Phật, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình cũng có tánh Phật mà mình trở lại đến không hả, thì giác thiền chuyên chở lúc can qua. Dầu bây giờ ông có mắc đi tắt hơi chỗ này thì bây giờ mình làm y như vậy một ngày bố thí, rồi bây giờ mình trở lại Phật mình thì mình được giải thoát đó, thì mình không còn ở cảnh thế gian này nữa. Nếu bây giờ mình trở lại tâm mình, tâm Phật của mình nhận ông Phật của mình sống với ông Phật của mình, thì thế gian này dầu gặp cái cảnh gì đi nữa nó cũng đâu có thật, thì mình mới trở lại mình sống ông Phật của mình, thì sống ông Phật của mình thì đó là giải thoát. Cái người mà nếu trở lại đây thì người đó ta không còn dính mắc thế gian nữa. Còn nếu mà còn dính mắc thế gian là còn tốt xấu phải quấy nha, còn lành dữ. Cái người muốn làm dữ ở thế gian thì xuống địa ngục, mà cái người làm lành nhiều thì được về cõi Tây Phương, nha, được về cõi trời, mà luân hồi sáu nẻo không lần bút nha. Mà bây giờ từ sáu nẻo này, từ cõi trời tới cõi địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, thì bây giờ nếu bây giờ mình làm phước lên nhiều, nếu tạo nghiệp lành thì lên, còn tạo người dưới chuốt, còn người không có tạo nghiệp thế gian thì người đưa được giải thoát đó. Thì ai muốn về cảnh nào nó về, thì ở đây là mình nói với cái góc độ là ông chỉ rõ ràng đó. Âu Á lung tung nhỏ mão đào bá tánh say xưa mùi phú quý, là mình say theo vật chất ở thế gian, say theo tiền bạc, say theo nhà cửa ruộng vườn ở thế gian là phú quý đó. Cũng như bây giờ bỏ hết đài cát xa hoa thân mình tự chủ, hồi đó giờ mình nói cho tôi làm chủ những cái khách sạn, những cái là nhà lầu đồ này kia, mình nói mình sung sướng chứ chịu thiệt có sướng gì đâu, cái thân làm chủ hơi nữa chết rồi cũng nắp tay không chứ đâu có đem theo được. Ừ. Bỏ hết đài cát xa hoa thân mình tự chủ, phải tìm chỗ bất diệt bất sanh. Bất diệt bất sanh đây là muốn nói người trở lại nhận cái tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình là gì? Tánh Phật của mình là gì? Cái tâm của mình. Đó. Mình không chịu trở lại cái tâm hồn mình không trở lại sống với cái tâm này, mà mình sống với cái tướng thôi. Ví dụ như ai
Nói gì mà mới có nói đụng tới chắc thăng này là mình vô vô mình phiền não mình còn chấp, thành thử ra ông biểu vô ngã mình không còn chấp tha chấp thăng nữa. Ừ, có người cũng nói là màn vô minh che mờ tâm trí, ta thường khi nhận ngụy làm chờ làm trơn, nhận cái ngụy là nhận cái giả dối này mình nói cái trơn rồi nè. Lô quyển thăng vật chắc kém hơn, lô quyển thăng là lo cái giả đó, quyển thăng cái quyển chứ đâu có gì đâu quyển quật đó. Ngơi nữa nè, tứ đại này nó hơi nó cũng phải than giả. Nếu cái người mà sống được vậy thì cái người đó ta trở lại tâm Phật, thấy cái người được giải thoát. Lo quyển thăng vật chất kém hơn, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức, mới diệt đuổi nghi đeo điều phiền phức bệnh định, đời là cực khổ tang thương, khi nói làm ít chịu khi lương, mãi phạm tội gây ra nghiệp ác. Ở đây mình vì sát thân nó cho nên ta mà mới là vì ta đây nói ta hay rồi này kia, ai đụng tới người ta phiền não rồi này kia thì cái đó tại mình chấp chắc tăng. Còn bây giờ mình vô ngã mình không còn chấp chắc tăng thì bây giờ chắc tăng mình cũng tự nhiên chứ không có gì, chứ chắc tăng mình cũng tu tự nhiên chứ mình không có chấp gì hết. Như vậy thì cái người này trở lại được giải thoát. Thì ai mà làm y như ông Phật ông nói, đây là tôi nói theo những cái lời ông Phật để mình nói ra. Ai mà bây giờ khổ sở rồi, nào là chiến tranh, nào là giặc giã, nào là bệnh đau, mà bây giờ là mình còn mê thế gian, tại vì còn mê bá tánh say sưa mùi phú quý, mình còn mê vật chất ở thế gian, bây giờ buông hết vật chất, ông Phật ông biểu làm sao mình làm vậy thì mình trở đi giải thoát. Ví dụ bây giờ nghèo nghèo thầy nhang bầu nước đây cơm ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lợi, cái người nghèo ông Phật ông cũng nhận nữa, thấy không? Thì cái người giàu cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hay hơn là châu báu. Hồi đó ông xả hết những của cải vàng bạc ông đem ra ông mua để mà cắt tịnh xá cho Phật để thuyết pháp, thì sau này ông cũng thành tổ. Như vậy thì ở đây cái người giàu tu cũng được, cái người nghèo tu cũng được, ai tu cũng được, tu là đắc đạo, tu là theo Phật, chứ không phải nói có nhiều khi nói tôi nghèo không khó tu hả, hoặc giàu có dễ tu, là chuyện đó không có. Tu là không nói nghèo giàu, tu là chỉ cần ai trở lại biết làm y theo như ông Phật trở lại, bởi vì mình có ông Phật nè, mình trở lại đây ông Phật ông đâu có biểu làm gì nó khó khăn, phải ông nói bây giờ ông Phật ở trên Tây phương, ông Phật ở đâu ông nói khó, mà bây giờ ông nói trở lại tâm mình lại ra mặt, chẳng nói vắng dài Phật nội tức tâm, lúc này thế giới bi ai chẳng nói vắng dài Phật nội tức tâm. Lúc này thế bây giờ giới bi ai là hồi 1939 khi ông ra giảng đó, là lúc này thế giới bi ai là thế chiến thứ hai khổ sở, thế giới bi ai là khổ sở đó. Giờ không có nói vắng dài, không có nói vắng, nói dài là Đức Phật nói là 5.000 mấy trăm quyển kinh á, rồi coi nổi không, rồi nói vắng là Đức Thầy nói 8.623 lời đó, nói vắng dài mà không có nói vắng dài nữa. Phật ngộ tức tâm trở lại nhận ông Phật mình là ông đó thành Phật. Cho nói vậy đó, mà hồi đó cũng vậy đó, Đức Phật nói là tâm Đức Phật, cũng bây giờ Đức Thầy nói cũng y mà Đức Phật nói cũng y, thì ai mà làm y như vậy thì cái người đó trở lại thành Phật đó, y theo ông Phật. Thì bây giờ nói như nãy giờ, bây giờ hiện tượng nó xảy ra, giờ giàu mấy cái người giàu cần nên bố thí, cái người nghèo hồi đó giờ mình mê chơi chơi bời thì bây giờ mình bỏ mình quay trở lại. Ví dụ bây giờ ông nói điều thứ nhất ta trở nên lười biếng, đợi điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ốc biển cho bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lương lý tam căn ngũ thường, cái này là nhân đạo nè đó. Bây giờ mình quay lại, giờ tại sao ông Phật cũng xuống đây ông dạy mình không có uống rượu cờ bạc ốc biển cho bời theo đàn điếm, cái này là nói gì xã hội mình còn mê theo đời. Bây giờ ông biểu dứt bỏ này trở lại đạo tốt đẹp, thì bây giờ mình theo nghe lời ông mình dứt bỏ thì trở lại người tốt đẹp đó. Như vậy thì ai cũng vậy á, ai bây giờ nếu mà còn ở thế gian này nha, cái người chơi bời nhất là mấy cái người chơi bời, rồi mấy người có thù có của mà tu mà phải nhận định tu rõ ràng y theo ông Phật, thì ông Phật ông dạy hết này ăn thua mình. Ví dụ bây giờ giàu đó, giàu thì bây giờ mình phải bố thí, nghèo thì bây giờ mình trở lại mình ăn tương ăn chay lạc, nhưng mà bây giờ ăn thịt cá còn nói ngon, chứ bây giờ ăn tương thôi, chay tương thôi. Đừng phi nhà đá một căn mà biết niệm Phật sao bằng mắt muôn. Bây giờ mình nghèo, bây giờ mình trở lại tâm mình ông Phật cũng dụng lòng, chứ không không bao giờ ông dụng lòng. Mà bây giờ mình trở lại tâm mình tâm thu thì ông Phật cũng độ mình, bởi vì ông Phật mình không có cái núi vàng ở trên, ông Phật mình đâu phải là nghèo, mà bây giờ mình trở lại tu
tâm từ bi chánh thể ngọc ngà trong các báo khó bị tánh điện, mình trở lại mình có tấm từ bi thôi, không có ngọc ngà nào mà so sánh với tánh thiện thôi. Ví dụ tâm từ từ bi làm y nhưng phải từ bi là đi làm theo ông Phật đó, mà tánh thiện cái người mà làm thực hiện y tánh thiện thì cái người đó về hội dự hội đó. Bởi vì long qua có mặt ấy là hiền nhân, cái người hiền nhân là cái người ta làm thiện làm lành nên là ta được về cõi đó. Người ta nói nếu mình có hạnh phúc thì hạnh phúc người ta người đời người ta bây giờ người ta nói so sánh, bây giờ người ta có nhà, nhà là lầu cao rồi đất vườn xe hơi nhà lầu đủ thứ, rồi giờ người ta sống vậy người ta thấy hạnh phúc. Mà đối với ông Phật không phải hạnh phúc là vậy, hạnh phúc làm sao cho mình an tâm mình, có nghĩa là cái tâm mình đừng dính mắc mới hạnh phúc. Bây giờ nè thử hỏi cái ông mà có nhà lầu nè, ông có vợ đẹp con cưng, ông có xe hơi thì ông vô ông nằm coi nằm ngủ đó mà ông có vọng tưởng không? Nếu ông còn vọng tưởng thì ông có họ chưa hạnh phúc, bởi vì ông còn vọng tưởng thì ông còn đi kiếm thì ông đâu có ở đó. Ê, cái tâm lúc nào của người ta cái tâm ta không dính mắc. Thí dụ bây giờ ông Minh Tệ nè, bây giờ đừng nói Đức Phật, ông Minh Tệ nè ông vô sẵn nè ngó vậy mà ông nói có hạnh phúc. Bây giờ cái người ta có xe lơ hơi nhà lầu người ta ngủ nào là phòng có máy lạnh có sủ ấm đồ này kia, nó vô nó đủ thứ hết trơn. Mà khi mình vô đó cái bắt đầu cái tư tưởng mình nó phóng, cái nó nói giờ phải kiếm con nhỏ này kiếm con nhỏ kia, phải đi ham cái này ham cái kia, rồi tự nhiên cái mình đi kiếm ha, vậy thì mình không có hạnh phúc. Còn ổng vô nghĩa địa ổng ngủ rồi bắt đầu tới sáng ổng đâu có gì đâu, cái nghĩa địa không à, tán thì tảng sáng ổng đi ra thì cái nghĩa địa này của người ta nghĩa địa ổng cũng đâu có tiếc gì đâu. Còn mình tối mình vô đó ngủ mới lạnh nè, ngủ với vợ đẹp con cưng rồi này kia, rồi ngơi mình nhớ mơ mà không có như vậy nữa thì mình ngủ đâu có yên, vì có hạnh phúc không? Vậy chắc không có hạnh phúc. Hạnh phúc đây là muốn trở lại cái tâm mình thanh tịnh, nó không còn dính mắc ở thế gian mới gọi là hạnh phúc, chứ không phải mà có tiền nhiều hạnh phúc. Nếu hạnh có tiền nhiều mà hạnh phúc thì hồi đó Đức Phật ở nhà làm vua luôn rồi mới có hạnh phúc. Nó ở đây có vợ đẹp con cưng, có nhà cao cửa rộng, muốn gì có nấy. Tại sao Đức Phật thấy khổ? Đức Phật đi tu chung dùng gần vậy nè mới có hạnh phúc đó. Bởi vì khi tu á, khi ai trên cái cõi đời này sanh lão bệnh tử, ai cũng sanh lão bệnh tử á, mình đi tu mình mới không sanh lão bệnh tử thì trở lại ông Phật bắt sanh bắt diệt mình mới có sanh tử. Thì đây là hạnh phúc, là cái người hạnh phúc là trở lại tâm mình không có dính mắc gì hết, không có gì hết trơn á. Dầu ai có vợ đẹp con cưng, ai có giàu sang thì chuyện đó của người ta, mà của mình nó không có dính mắc gì hết trơn. Không có vợ đẹp không có cái gì dù quến lại cái tâm của Phật của mình thì cái người đó có hạnh phúc, mà cái người đó mới trở lại mới sống được cái đời sau. Chứ hạ quan này đã hết đời à, nếu mà sống nếu mà nói vậy là mình còn dính như đây là mình còn phải xa xuống dưới đó. Đó. Thì ra cho nên á tiếc gì không đức tiếc gì tiền, Phật giáo gì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, hiền từ nào dứt lại Tây Thiên. Có nghĩa là tiếc gì không đức là trở lại tâm mình không có dính mắc gì hết, bởi vì từ bi hỷ xả không dính mắc gì hết. Còn bây giờ mình không có tiếc tiền thì không có công đức, thấy không? Nếu là cái người mà khi mà ta nghiêng về đời thì cái đạo nó không có, thì cái người ta trở lại đạo thì người ta thấy cái đời nó không có gì cho nó giả. À, thì đây là muốn nói chia sẻ gì hai cái, nó không phải có tiền mình nó có hạnh phúc, mà có tiền cũng không có hạnh phúc, mà hạnh phúc đây là muốn trở lại cái tâm mình bình yên, lúc nào mình cũng hạnh phúc. À, vì mình đâu có dính mắc gì đâu nhưng mới có hạnh phúc. À, thì trở lại sẽ có gì để hỏi thì cái đó cũng hay. Thì ở đây á cái tự từ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật ở nè có từ nè có bi nè có hỷ nè có xả nè, mà không phải Đức Phật làm mới được, vì Đức Phật thành y vậy Đức Phật thành Phật. Còn mình trở lại chúng sanh, bây giờ mình thành y vậy là mình giống ông Phật. Tại sao thành y giống ông Phật? Bây giờ nè Đức Từ Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng dạy dỗ không để chúng sanh xa vào đường tội lỗi. Như vậy là thương tất cả, dầu cái người làm ác làm lành gì cũng thương hết. Bây giờ mình nè mình xét là mình nha, bây giờ tôi thương hết trơn nè, tôi thương nào là gia đình tôi thương nào là chòm riền, rồi tôi thương tất cả đồng bào, rồi tất cả nhân loại ai cũng là chúng sanh tôi thương hết. Vậy là ông Phật đó. Mà mình so sánh coi bây giờ mình có nguyện vọng thương hết gì không,
Nếu thương như vậy là ông phải nói chứ nó không phải. Đó. Còn bây giờ mình thương một cá nhân của mình như vậy là chưa có giống Phật. Phải không? Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chắc phàm phu. Thì bây giờ ở đức từ là thương hết tất cả. Ví dụ như Đức Thầy ông nói á, ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu mà chẳng duyên ai cả, ví dụ đó. Yêu cả muôn loài dẫn chúng sanh đó, mình làm y vậy giống ổng đó chứ không có gì khác, phải không? Đức cả thì trước mặt dạy mà chẳng nghe thì cũng có lòng thương xót, dầu ổng dạy mà không nghe thì ổng không bao giờ ghét bỏ lại tương cho. Đức xã thì ngài chẳng chấp một pháp môn này trong thế gian, không có chấp gì ở thế gian này, chắc bởi vì thế gian này đâu có gì đâu thằng ông chấp, thấy không? Cho nên là Đức xã là không chấp gì ở thế gian, từ bi hỷ xả đó. Thì ở đây là nếu từ bi hỷ xả là thương xót nè, dạy không nghe nè, không chấp gì ở thế gian nè, như vậy là cái người đó làm y theo Đức Phật thì cái người đó có tâm Phật, chứ không phải mình nói ông Phật làm không được, mình cũng có ông Phật lắm, mà tại vì hồi đó giờ mình chưa có dịp để gặp Đức Thầy, chưa có gặp Phật. Bây giờ gặp Đức Thầy, ổng đem xuống đây ổng dạy cho mình hết, mình trở lại thì mình y của Đức Phật chứ không có gì cả. Tại vì nhất thiết chúng sanh hữu Phật tánh, bây giờ mình cũng có tánh Phật nè, mà tại sao mình không dám nhận Phật mình, ông Phật ở đây mà mình không dám nhận? Tôi nói cái ví dụ thôi nha, ví dụ bây giờ mình có ông Phật thiệt nè, ông Phật này phải ông Phật thiệt không? Bây giờ nếu mình nhận ông Phật này nè là ông Phật thiệt nè, ông độ mình nè, thấy không? Tại sao ông độ mình? Bây giờ ông nói ông Phật ở cực lạc ông độ không? Đó, bây giờ ông Phật ở cực lạc mà ở đây ông niệm danh hiệu của ổng, bây giờ ông nói vô chùa ông Phật ông độ ông nha, mà tôi nói cái thí dụ thôi. Bây giờ cái cốt của Phật mà lệ như xong ông giái đi, bây giờ cái cốt đó mà vớt lên được thì ông Phật ông độ, mà cái cốt đó mình vớt lên đó ha, là cái người vớt lên là người độ đó. Phải không? Bây giờ ông đó ở dưới sông, bây giờ ông ở dưới sông đi, bây giờ ông vớt thì bây giờ ông Phật này ông muốn độ rồi, bây giờ ông muốn cái gì có nấy nè. Ông ở đời là ông, nếu ông Phật này là ông chỉ mình tất cả hết, những cái đi đứng nằm ngồi, những cái làm anh làm như liên tiếp tâm này nè, cũng vì ổng là có cái tánh này nó mới làm được. Nếu cái người không có tánh này, cái sắc tàn này cũng như cái củi đó, thì ở đây là muốn nói có nghĩa là từ bi hỷ xả là đây mình làm y thì mình làm cũng y như Phật, chứ không phải nói mình không có, không phải nói ông Bồ Tát ở mới có, mình ở đây mới có. Vậy là vừa rồi thì mình cũng nói qua những cái clip để cho toàn thể chị quý vị bà con gần xa nghe được cái clip này, thì là cái bây giờ dần giả nó cũng tới rồi, bệnh dịch rồi, bây giờ chỉ cần con cái mình tu, mà bây giờ mình tu cũng kịp nữa, để chờ sấm nổ giang thinh e bá tánh ăn năn đã muộn, bây giờ sấm chưa nổ thì bà con cứ việc tiến tu, mình phải hy sinh cuộc đời mình để mình tu theo ông Phật thì sau này mình sẽ hưởng. Một là mình không dự hội, long qua thì mình sống người ngàn năm đó. Còn bây giờ nếu mình tu thật tâm mà vì ông Phật có nhận ông Phật mà tu thôi y ông Phật là gì cực lạc luôn, không còn tranh điện nữa. Thì đây tôi mong toàn thể chư quý vị mình tinh tấn phát bồ tát đề tâm đến kịp đến ngày long qua đại hội. Nam mô A Di Đà.